giấm táo làm tại nhà. Như mọi người cũng biết thì giấm táo bán ở ngoài thì giá rất là cao. Tuy nhiên thì cách làm thì rất dễ thôi. Với cái cách làm này thì mình nên sử dụng là cái phần táo nó sẽ là táo đỏ. Với cái táo đỏ này khi mình ngâm ra thì cái nước giấm nó sẽ có màu hổ phách vàng vàng ngà ngà, nhìn rất là hấp dẫn. Và đặc biệt cái phần giấm táo này thì nó rất là thơm. Mọi người hay sử dụng cái giấm táo này để mình trộn salad ăn, nó rất là cuốn. Cái phần táo này cô sẽ mang đi rửa nó. Đó, và mình sẽ rửa sạch như thế này, sau đó mình mới cắt nó ra. Này, sau khi rửa táo xong mình sẽ cắt táo ra thành lát mỏng thôi. Mà đặc biệt là mình phải bỏ cái phần hạt ở đây. Từ cái phần hạt mà khi mình ngâm vào trong cái phần giấm táo thì nó sẽ bị chát. Sau đó mình sẽ thái lát mỏng như vậy. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây là 2 lít nước lọc. Mình dùng nước lọc đây nè, mình ủ thì cái phần giấm của mình nó sẽ nhanh chua hơn. Đây, mình sẽ cho vào đây là 60g đường. Và nếu cái phần táo này của mình cảm thấy nó hơi chua thì mình sẽ cho thêm cái phần đường đây là khoảng 10g nữa là được. Và cái đến mình sẽ cho vào đây là 200ml rượu trắng nguyên chất. Cái phần rượu trắng nguyên chất này mình sử dụng là rượu từ 30 đến 40 độ là được. Này, mình sẽ quậy đều đó cho cái phần đường với rượu nó hòa tan với nhau. Với cái phần rượu trắng nguyên chất này mình không có, mình có thể mình thay thế bằng rượu vodka, rượu whisky hoặc cognac cũng đều ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cho hết cái phần táo mình đã thái lát vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ nhúng cái phần táo này đều ở trong nước là được. Và bây giờ mình sẽ đậy nắp lại và mình để ở chỗ nơi thoáng mát 3 tuần thì cái phần giấm táo của mình đã hoàn thành. Và khi nó hoàn thành thì cái mùi nó rất là thơm, cái mùi táo luôn. Và đặc biệt là cái phần giấm táo này tại sao người ta hay trộn salad, nó chua mà rất là dịu. Chính vì thế là họ hay trộn salad và rất là tốt sức khỏe. Các bạn lưu ý là mỗi buổi sáng nha, là mình sẽ mở nắp ra để khoảng 1 phút để cho nó quang hợp. Thì sau đó mình sẽ đậy lại như thế này. Cứ thế làm như vậy đều mỗi buổi sáng thì sau 3 tuần thì cái phần giấm táo của mình nó sẽ rất là ngon và rất là hấp dẫn. Chúc bạn thành công với cách làm giấm táo tại nhà như thế này.